Xin chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về một đôi lo tai đến từ hãng Đàn Ông. Đôi lo này trong tình trạng là đẹp long lanh góc cạnh hết nha anh em. Đây là chiếc lưới của nó nha. Còn liên lạc chân cắm hết nha. Cái cần còn rất là đẹp. Với đôi lo này thì nó sẽ có kích thước chiều ngang là 110mm, chiều cao của nó là 230mm và chiều sâu của nó là 150mm. Đôi lo này thì nó sẽ sở hữu là mỗi một lo là bao gồm 3 lo nha. Và lo bass của nó là đường kính là 7,5cm nha. Hai lo 7,5cm và một cái lo chép nha. Ở xung quanh thì vân gỗ nha. Thiết kế hai lỗ thông hơi ở phía trước nha. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của đôi lo tai Đàn Ông. Anh buồn, tôi cũng buồn hơn. Thôi ta cạn chén, uống cho say quên buồn. Cạn rồi, lòng càng buồn hơn. Thì thôi chút hết tâm sự cho nhau. Chất âm đôi lo tai này rất là hay nha anh em. Chép sáng và mít sáng nha. Anh em có thể sử dụng để làm lo trả lời, lo vệ tinh trong bộ vàng rất là hay. Các tiếng lo còn rất là đẹp nha anh em. Thiết kế theo dạng bút nha. Một cái viền lòi ra và một cái viền lõm ra. Đây là một trong những thiết kế độc đáo của hãng Đàn Ông. Thiết kế màu vân gỗ rất là đẹp nha. Đẹp góc cạnh hết nha anh em. Có thiết kế sẵn cái móc treo nha. Đàn Ông model SCV11, trợ kháng loa 6 ohm, công suất là 50W nha. Số series là 729. Bên đây cũng là số series 0729 luôn nha. Với đôi loa tai Đàn Ông hai quay, ba lo, bao gồm là một lo chép, hai lo bass. Anh em có thể sử dụng để làm lo trả lời, lo tai trong bộ vàng rất hay, cũng như là trưng bày đẹp. Và với đôi lo tai này thì em sẽ bán với giá là 780.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.